Thảo ăn xong rồi đi ạ. Đi theo anh quỷ sư. Đấy, sau em cho thêm tí nhạc của TikTok nào. Tuyệt vời luôn. Hay là Hào hát cover đi chứ không qua mic nữa. Nhá. Đấy của con đây. Quá đẹp. Có thay đổi quyết định không? Để cho em Ngân cái đấy. Em Ngân sẽ uống trà, sẽ đổi trà sữa này cái đấy cho em, cho con nhé. Phích nước nó nóng đây đúng không? Phích để đựng nước nóng nữa. Ở nhà nào nó có một cái bình nước, ở bên này là mát, bên này là bình thường và bên này là nóng. Có lại thích đấy cho tiện đó. Thả về luôn. Mình đã để